Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình tọa đàm khi nhà tuyển dụng tham gia vào công tác giảng dạy của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay. Quý vị thân mến, là trường nằm trong doanh nghiệp với triết lý đào tạo là thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp, thì trong nhiều năm qua, nhiệm vụ trọng tâm của trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính là đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Ngoài việc thay đổi phương thức giảng dạy thì nhà trường còn mời các CEO, các chuyên viên cao cấp đến từ các bệnh viện, các doanh nghiệp để tham gia quá trình giảng dạy. Đây được xem là bước đột phá trong công tác đào tạo tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những vị khách mời đặc biệt đến từ các doanh nghiệp và nghe họ chia sẻ về quá trình giảng dạy tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành như thế nào nha. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, CEO công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Song Phương Binh. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lý Tú Anh, CEO công ty thương mại vận tải quốc tế Ngôi Sao Mỹ. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên điện ảnh Đoàn Minh Tài, CEO công ty truyền thông và sự kiện Salata. Và cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu bà Nga Đoàn, CEO công ty trí tuệ sống động MySpy. Xin được cảm ơn quý vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, và đầu tiên thì Yên Yến xin được mời cả bốn vị khách mời của chúng ta có thể giới thiệu đôi nét về doanh nghiệp mà hiện tại mình đang điều hành, cũng như là lý do vì sao mà quý vị khách mời lại quyết định tham gia giảng dạy tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành ạ. Vâng, và đầu tiên thì xin được mời bà Bích Hạnh ạ. Xin chào MC Yên Yến, chào tất cả các anh chị trong buổi talk show ngày hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Song Phương Minh. Công ty chúng tôi thành lập năm 2005, chuyên về lĩnh vực cung cấp các thiết bị, máy móc, máy bơm công nghiệp cho tất cả các nhà máy trong các ngành nghề thiết yếu, sản xuất như nhiệt điện, hóa chất, mỹ phẩm, xăng dầu. Công ty Song Phương Minh là đại lý độc quyền tại Việt Nam của các hãng thiết bị của Mỹ và các nước G7. Công ty chúng tôi có 3 cái mảng chính. Thứ nhất là cung cấp mới các dây chuyền, thiết bị công nghiệp. Mảng thứ hai là cung cấp các phụ tùng thay thế cho các thiết bị mà chúng tôi đã cung cấp. Và mảng thứ ba là dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cho các nhà máy tại Việt Nam. Và thị phần của công ty Song Phương Minh ở Việt Nam và hai nước bạn lân cận là Lào và Campuchia. Như MC đã hỏi về cái lý do mà tôi tham gia với tư cách là giảng viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thì công ty chúng tôi làm về lĩnh vực thiết bị công nghiệp, về kỹ thuật. Thì mỗi một năm cái xu hướng và cái ngành nghề này nó sẽ thay đổi và cập nhật liên tục về công nghệ. Do đó là chúng tôi rất là cần những cái đội ngũ bán hàng cũng như là đội ngũ nhân viên bảo trì để càng mở rộng, vì cái đất nước Việt Nam của mình cũng như ở thế giới thì nhu cầu xây dựng nhà máy hay là nhu cầu phát triển về công nghệ, về kỹ thuật thì ngày càng phát triển. Và như hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài cũng có xu hướng là chuyển từ các nước Đông Nam Á, như một số nước chuyển về ở Việt Nam để xây dựng nhà máy, thì đây cũng là một cái cơ hội cho những doanh nghiệp như chúng tôi. Do đó, cái việc mà kết hợp với trường thì tôi rất là tâm huyết và cảm thấy đây là một cái cơ hội để chúng tôi có thể tìm được những nhân tài, những nhân viên mà chúng tôi cần. Khi tiếp cận được với các em thì tôi cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi có trong thực tế, để sau này một trong những em đó sẽ là nhân viên của công ty chúng tôi trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn bà Bích Hạnh và xin mời bà Tú Anh ạ. Xin chào tất cả các bạn thân mến. Mình là Lý Tú Anh, là giám đốc công ty vận chuyển quốc tế Ngôi Sao Mỹ. Công ty mình là thành lập năm 2003, đến bây giờ là được 17 năm. Công ty mình chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển và đường hàng không. Ngoài ra thì công ty mình cũng có cung cấp những cái dịch vụ cho thuê kho, bãi, cho thuê đầu kéo và những cái dịch vụ vận chuyển hàng phát triển nhanh, sử dụng các dịch vụ như là UPS, TNT và DHL. Ngoài ra thì công ty mình cũng có cung cấp các dịch vụ là tư vấn thuế xuất và nhập khẩu cho các doanh nghiệp có nhu cầu về xuất nhập khẩu. Thì như là em vừa mới hỏi là tại sao là chị quyết định trở thành giảng viên doanh nhân của trường. Với 17 năm kinh nghiệm trong nghề thì mình đã tuyển dụng và đào tạo rất nhiều nhân sự. Mình nghĩ là đến đây
đến thời điểm này thì mình đã đủ kinh nghiệm thực hành và cũng như là lý thuyết để truyền trao kinh nghiệm cho tất cả các thế hệ sau, để các em tránh được những rủi ro trong việc xây dựng sự nghiệp của mình, cũng như là hạn chế thời gian các em phải đi sai cái định hướng của cuộc đời mình. Vâng, xin cảm ơn bà Tú Anh ạ. Vâng, và thấy còn ông Minh Tài thì sao ạ? Đầu tiên cho đồng Minh Tài mến chào tất cả quý vị. Xin chào các chị và xin chào MC Yến Yến. Công ty truyền thông và sự kiện Salata thì có hai mảng chính là truyền thông và sự kiện. Truyền thông thì xây dựng nhân hiệu và xây dựng thương hiệu. Còn tổ chức sự kiện thì tổ chức sự kiện khai trương, sự kiện kỷ niệm hoặc là họp báo và tổ chức cuộc thi trong và ngoài nước. Thì bên cạnh đó công ty còn tổ chức sản xuất những bộ phim truyền hình, bộ phim điện ảnh, sản xuất viral, quảng cáo và rất là nhiều các mảng khác nữa. Chính vì vậy mà khi mà công ty hoạt động thì rất là nhiều lĩnh vực và chúng tôi cần một lượng nhân sự rất là lớn. Do đó mà khi được nhận là mời về giảng dạy tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì chúng tôi rất là cảm thấy tự hào và chúng tôi cảm thấy điều đó vô cùng bổ ích. Tại vì chúng tôi, bản thân chúng tôi thì cần rất là nhiều nhân sự và bên trường thì cũng đào tạo ra rất là nhiều các em có năng lực về trí tuệ cũng như là về chuyên môn. Chính vậy mà tôi nghĩ là sự kết hợp này nó vô cùng thú vị để làm sao mà chúng tôi có được nhân sự tốt và trường cũng đào tạo cho các em có những cái chuyên môn giỏi để từ đó mà để phục vụ cho các doanh nghiệp cũng như là doanh nghiệp của Tài. Vâng, xin cảm ơn ông Tài và xin được mời bà Nga Đoàn ạ. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Xin chào các anh chị hôm nay, chào MC Yến Yến. Naomi Nga Đoàn rất hân hạnh hôm nay được đến đây để có thể giao lưu, kết nối với toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Tôi tên là Naomi Nga Đoàn, CEO công ty trí tuệ sống động MySpy, chuyên về lĩnh vực marketing, truyền thông và kết nối kinh doanh. Công ty MySpy trí tuệ sống động còn quản lý và còn hỗ trợ gần cả trăm chị em trong mạng lưới nữ doanh nhân Women Leader International Network, gọi tắt là WLIN Queen. Và để có được cơ hội ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn cô Dương Kim Xoa là phó phòng kết nối doanh nghiệp cũng như là tuyển dụng cho các em sinh viên, đã tạo rất nhiều điều kiện kết nối giữa doanh nghiệp cho các em để có một cái tương lai rất là tốt. Tại sao Nga Đoàn lại quyết định để nhận một cái trách nhiệm là giảng viên doanh nhân giúp đỡ các em là như thế này? Mình tốt nghiệp Đại học Sư phạm và thực ra là mình đã có một kinh nghiệm là 28 năm đã đi làm từ khi mình chưa bước ra khỏi môi trường Đại học Sư phạm. Mình đã đi làm từ nhân viên cho đến trưởng phòng và sau đó là giám đốc, và mình quyết định ra mở ra một doanh nghiệp nho nhỏ để có thể hỗ trợ tất cả các em sinh viên mới tốt nghiệp ra trường cũng như là hỗ trợ tất cả các chị em trong mạng lưới doanh nhân của chúng ta. Thì bởi tất cả những cái ý tưởng đó thì mình đã quyết định để trở thành giảng viên doanh nhân và để hỗ trợ như thế nào. Sinh viên ở đây nếu mà có điều kiện, mình cảm thấy là những em phù hợp và tốt cho cái môi trường làm việc của tất cả các chị em trong mạng lưới của chúng tôi là Women Leader International Network, thì Nga Đoàn sẽ làm một cái cầu nối để giới thiệu và hỗ trợ hết mức để cho các em có một công việc thật là tốt. Vâng, xin được cảm ơn bà Nga Đoàn ạ. Vừa là chủ của một doanh nghiệp mà vừa tham gia vào quá trình giảng dạy tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, vậy thì không biết ông bà suy nghĩ, nhận định như thế nào về mô hình gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, gắn tuyển sinh với tuyển dụng, gắn việc đào tạo với cung ứng nguồn nhân lực của nhà trường hiện nay ạ? Vâng, và đầu tiên thì xin nhờ bà Tú Anh ạ. Ngay khi tiếp nhận được thông tin là trường Nguyễn Tất Thành của chúng ta thực hiện mô hình này thì tôi rất là vui, vì trước đây trong quá trình đào tạo và huấn luyện nhân sự thì tôi cũng hằng ao ước có một trường đại học nào đó thực hiện mô hình này. Vì khi chúng ta thực hiện được mô hình phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp thì các em đã được thực hành rất là nhiều, thì rõ ràng chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí và tiết kiệm được khoảng thời gian để phải đào tạo lại sau khi tốt nghiệp nhà trường. Thì tôi nghĩ đây là một mô hình rất là cần thiết cho doanh nghiệp chúng tôi. Vâng, xin được cảm ơn bà. Và không biết bà Bích Thành suy nghĩ như thế nào ạ? Vâng, như tôi đã nói trước đó là doanh nghiệp của tôi, danh công ty Song Phương Minh, rất là
có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên về các nhân viên bán hàng cũng như là nhân viên kỹ thuật cho các khâu bảo trì của các nhà máy. Thì khi mà nhận được lời mời của nhà trường về sự hợp tác này thì tôi thấy rằng đây là một cái chiến lược rất là thông minh của nhà trường, bởi vì tôi xem đây giống như là một giải pháp win-win solution, là một cái giải pháp mà vừa có lợi cho doanh nghiệp, vừa có lợi cho cả các em sinh viên và nhà trường nói chung. Giải pháp này sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian đào tạo nhân viên và sẽ giúp các em không phải bỡ ngỡ khi các em đến tìm việc ở công ty chúng tôi. Thì tôi ủng hộ cái việc này và tôi thấy đây là một cái chiến lược rất là đúng đắn của nhà trường. Vâng, xin được cảm ơn hai bà rất nhiều. Và cho Tài chia sẻ thêm một cái vấn đề. Tại vì Tài thì là CEO công ty truyền thông và sự kiện Sadata, thì đứng về mặt truyền thông á, thì Tài thấy đây là một cái chiến lược vô cùng thông minh. Thứ nhất là chúng tôi tham gia giảng dạy tại trường, thì cái thương hiệu công ty của chúng tôi và thương hiệu cá nhân của chúng tôi sẽ được quảng bá rộng rãi trên 20.000 sinh viên trong trường. Sau đó thì bên trường thì cũng sẽ được chúng tôi quảng bá với lại là doanh nghiệp của chúng tôi. Và chắc chắn là sau khi các bạn sinh viên ra trường thì công ty của chúng tôi, doanh nghiệp của chúng tôi sẽ ưu ái chọn lựa các bạn sinh viên đó làm nhân sự trong công ty. Cho nên là về mặt truyền thông thì tôi nghĩ vô cùng hiệu quả. Mặc dù là ở thời đại 4.0 nhưng mà tôi nghĩ là truyền thông, truyền miệng thì nó rất hiệu quả cho cái thời điểm hiện tại bây giờ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ sâu sắc của thầy Tài. Và anh Yến có một vấn đề muốn gửi đến thầy Tài cũng như là cô Nga, là trong nhiều năm qua, trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đã có nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy về các chương trình đào tạo cũng vậy, để có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Vậy thì không biết là trong thời gian mình tham gia giảng dạy tại trường, quý thầy cô có gặp khó khăn gì hay không, cũng như là nhà trường có hỗ trợ gì cho mình trong quá trình giảng dạy hay không ạ? Xin mời chị Nga trước đi. Chắc là Nga Đoàn nghĩ là Tài cũng đồng ý với ý kiến của mình thôi, bởi vì trước khi bước vào đây để mà nhận một cái vai trò là giảng viên doanh nhân thì mình cảm thấy được hỗ trợ rất là nhiều từ các thầy cô, từ các em và trợ lý, đúng không ạ? Gọi điện cho mình để sắp xếp các lớp học, rồi sau đó là tạo điều kiện rất là nhiều, có những cái lớp mà bổ sung về cái kỹ năng giảng dạy chuyên môn, đúng không? Và tất cả trang thiết bị của nhà trường mình thì rất là tuyệt vời. Chúng tôi cảm thấy rất là tự tin và được ủng hộ rất nhiều. Thì không biết là Tài có ý kiến gì ngoài những ý kiến như vậy không Tài ha? Thật sự thì khi mà được ký hợp đồng làm giảng viên doanh nhân của trường thì điều mà đội mình Tài rất là bất ngờ về cái quyền lợi mà giảng viên được hưởng. Không thua gì giảng viên cơ hữu của trường. Mà điều đặc biệt là vừa ký hợp đồng xong thì chuyển cho đồng minh Tài một cái chi phí, gọi là chi phí hỗ trợ tiền xăng đi lại, một con số rất là khủng và rất là bất ngờ, và cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy là biết ơn cái sự chăm sóc của trường dành cho một giảng viên doanh nhân. Còn nói về cái sự khó khăn khi mà tham gia giảng dạy tại trường á, thì chắc chắn là Tài cũng như là mấy anh chị ngồi đây rất là khó khăn về cái sự sắp xếp thời gian, đúng không ạ? Thì bản thân Đỗ Minh Tài ngoài cái công việc là CEO của công ty truyền thông và sự kiện Sadata thì Đỗ Minh Tài còn là nhà sáng lập cũng như là điều hành chuỗi nhà hàng thương mang thương hiệu là QB88, còn là một diễn viên, một MC, cho nên là chính vì vậy mà cái việc sắp xếp thời gian đến trường cũng hơi bị khó khăn một tí xíu. Nhưng mà cái sự khó khăn đó được sự chia sẻ cũng như được sự hỗ trợ từ phía nhà trường. Chính vì vậy mà mình cảm thấy rất là thoải mái và việc đến trường giảng dạy thì xem như là được trở về chính ngôi nhà của mình. Đúng rồi, chúng ta có học online, làm việc online và offline bên nhau nữa, thì tất cả các thầy cô ở đây cũng giống như Nga Đoàn thôi, mình cảm thấy thoải mái. Đầu tiên là mình sẽ làm sao sắp xếp được cái công việc của mình một cách hợp lý nhất này, để mình có thể soạn bài, mình có thể soạn giáo án và làm sao chia sẻ với tất cả các em để có một cái chất lượng dạy tốt nhất dành cho các em. Ngoài ra là mình cũng chuẩn bị tất cả những kinh nghiệm thành công cũng như thất bại để chia sẻ cho tất cả các bạn. Chúng tôi rất là vui mừng đối với những thầy cô mà mình chưa có bằng cấp dạy đại học thì chúng tôi được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm để mình có thể bắt đầu một cách chuyên nghiệp truyền thụ cho các em.
Còn Đoàn Minh Tài có gì chia sẻ cho mọi người không ha? Bên cạnh được học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thì chúng tôi còn được tham gia các lớp học thuật, tư vấn tuyển sinh, và điều đó vô cùng bổ ích để chúng tôi có thể đứng lớp giảng dạy cho các em. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ chân thành đến từ thầy Tài cũng như là cô Nga. Vâng, và Yến có một câu hỏi muốn gửi đến cô Hạnh là vừa là chủ của một doanh nghiệp, điều hành cả một công ty thì chắc chắn là quỹ thời gian của tất cả quý vị khách mời ở đây sẽ không có nhiều. Vậy thì không biết là cô Hạnh sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào để có thể tham gia vào quá trình giảng dạy mà vẫn đáp ứng được công việc của mình tại công ty ạ? Cảm ơn MC Yến về câu hỏi này. Thì tôi cũng xin chia sẻ về cái quỹ thời gian dành cho cái việc giảng dạy và hợp tác với trường. Là hiện nay chúng ta đang sống ở thời đại 4.0, thì cái việc mà quản lý doanh nghiệp không có nghĩa rằng chúng ta sẽ ngồi tại văn phòng mà quản lý doanh nghiệp. Và công ty chúng tôi cũng đã thành lập hơn 15 năm rồi, thì cái việc mà để cho nhân viên điều hành những cái mảng tại văn phòng thì tôi cảm thấy rất là tự tin rồi. Do đó tôi xem việc hợp tác và dành thời gian cho trường, cho việc đào tạo những em sinh viên, đây là một trong những cái đam mê, những cái niềm vui, những cái nhiệt huyết của tôi. Và doanh nhân như chúng tôi thì quan niệm rằng kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội. Thì do đó việc đào tạo giúp các em có được thêm kiến thức, tự tin hơn, thực tế hơn khi tìm việc. Và đó cũng là một trong những cái quyền lợi của chúng tôi. Tại vì khi chúng tôi đến hợp tác với trường, chúng tôi cũng được PR một cách miễn phí doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như là thương hiệu, nhân hiệu của cá nhân, hay là kiếm được những nhân tài từ những em sinh viên giỏi của trường. Thì tôi cảm thấy việc này không gọi là mất thời gian, mà gọi là sử dụng quý báu thời gian của mình. Vâng, xin được cảm ơn cô. Vậy thì không biết nói với cô Tú Anh thì sao ạ? Công ty vận chuyển quốc tế ngôi sao Mỹ đến hôm nay là đã được hơn 7 năm rồi. Với cái thâm niên như vậy thì việc ổn định cũng đã rất là ổn định rồi. Chính vì vậy á, ước mơ của Tú Anh là có thể giáo dục và đào tạo cho thế hệ sau trải qua được những cái kinh nghiệm mà Tú Anh có được. Chính vì vậy việc giáo dục và đào tạo các em nằm ở trong cái niche của Tú Anh. Và hiện tại thì công ty của Tú Anh vẫn mở thường xuyên những khóa đào tạo miễn phí cho các bạn sinh viên mới ra trường, hoặc là những bạn nhân viên ở các công ty mà chưa có cứng về nghiệp vụ thì Tú Anh vẫn mở và mời các bạn đến học. Chính vì vậy là không có ảnh hưởng gì đến quỹ thời gian của Tú Anh. Vâng, xin được cảm ơn cô rất nhiều. Vâng, với tư cách là một nhà tuyển dụng, vậy thì không biết cô Hạnh đánh giá như thế nào về năng lực của sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành so với thị trường nhân lực trong thời điểm hiện nay ạ? Cảm ơn MC Yến về câu hỏi trên. Thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị là hiện tại trong đội ngũ nhân viên của công ty Sông Phương Minh cũng có nhân viên là sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Thì khi mà nhận các em này từ lúc là sinh viên thực tập đến công ty thì tôi cũng khá là ngạc nhiên về những cái kiến thức mà các em học từ trường, và tôi hài lòng về cái trình độ tiếng Anh của các em sinh viên này. Và sau đó là tôi cũng tạo điều kiện cho các em đi thực hành ở các nhà máy mà công ty chúng tôi làm những công trình, và sau cùng hai em này đã được nhận làm nhân viên chính thức của công ty chúng tôi. Thì tôi thấy là sinh viên học từ trường Nguyễn Tất Thành có những cái kỹ năng như là chịu khó và những kiến thức rất là chắc chắn, và tôi cảm thấy khá là hài lòng về chất lượng của sinh viên từ trường Nguyễn Tất Thành. Và sau này tôi cũng sẽ tiếp tục tuyển dụng và tìm kiếm những cái nhân tài từ trường trở thành những cái nhân viên cơ hữu của công ty chúng tôi. Vâng, xin được cảm ơn cô. Không biết là đối với thầy Tài thì thầy Tài đánh giá như thế nào ạ? Tôi đánh giá mặt bằng chung chất lượng của các sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành so với nhân lực bên ngoài thì rất là tốt. Vì tôi nghĩ là chất lượng đầu vào mình tuyển sinh khá là kỹ, và kết hợp với sự đào tạo của giảng viên cơ hữu, giảng viên doanh nhân. Chính vì vậy mà khi các bạn sinh viên ra trường thì các bạn được trang bị đầy đủ những kiến thức thực tế cũng như thực tiễn để có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà tôi đánh giá rất là cao cái nguồn nhân lực của trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Vâng, xin cảm ơn thầy Tài. Vâng, vậy đối với cô Nga thì cô suy nghĩ như thế nào ạ? Đối với mình thì mình chưa có kinh nghiệm trực tiếp để tuyển các em, nhưng mà mình có một cái kinh nghiệm là khi mình làm việc cho các công ty nước ngoài thì các công ty bạn của mình đã nhận được rất nhiều các cái đơn xin làm thực tập, về sau đó các em trở thành nhân viên chính thức trong mảng marketing của trường, và bạn sử dụng tiếng Anh rất là tốt, cũng giống như là chị Hạnh có nói đó, thì qua ngoại ngữ của mình rất là tuyệt vời này, các công ty nước ngoài sẽ giang tay đón các bạn. Cái thứ hai là khi mà mình đi tư vấn cho các clinic, các cái phòng khám và bệnh viện nữa, mình thấy là điều dưỡng này với tất cả các nhân viên của trong bệnh viện và clinic mà mình đã trực tiếp mà mình tư vấn đó thì cũng có sử dụng và cũng có thu nhận các em và có cái lời khen ngợi rất là nhiều cho sinh viên trường Nguyễn Tất Thành chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn cô ạ. Vâng, và theo như ý kiến được biết là ngoài việc đứng lớp giảng dạy ra thì quý thầy cô đây cũng tham gia vào quá trình cố vấn, góp ý để xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường, và đặc biệt là truyền thụ cho sinh viên ý thức tự khẳng định mình tại một doanh nghiệp, và đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Vậy thì không biết là thầy cô có lời khuyên nào gửi đến các bạn sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang theo dõi chương trình khi các bạn ứng tuyển vào một doanh nghiệp trong tương lai ạ? Vâng, và đầu tiên thì xin nhờ cô Hạnh trước nha. Theo tôi á, thì tôi có lời khuyên trước hết là cho các em còn đang ngồi trong ghế nhà trường. Khi mà các em còn đang ngồi trong ghế nhà trường thì các em phải cố gắng lĩnh hội và học lý thuyết lẫn thực hành khi có cơ hội. Và khi các em đã tốt nghiệp ra trường, đi xin việc thì cái kỹ năng đầu tiên em nên chuẩn bị tất nhiên là kiến thức phải vững vàng, trang phục chỉnh chu khi đến xin việc, phong thái tâm lý phải tự tin, và cái cần nhất là mình phải xác định mình đam mê cái gì, mình có muốn tìm việc ở doanh nghiệp đó hay không. Mình nên tìm hiểu kỹ về cái doanh nghiệp đó trước khi mình đến xin việc. Tại vì đôi khi tôi là người tuyển dụng, đôi khi tôi phỏng vấn một ứng viên mà tôi thấy các em đến doanh nghiệp mình mà đôi khi các em còn chuẩn bị quá sơ sài, thì cái những cái việc này là những việc rất nhỏ nhưng nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà thành công hay không của các em. Và cái việc sau khi các em được nhận việc rồi không có nghĩa rằng các em sẽ được làm việc ở công ty đó mãi mãi. Do đó các em nên chịu khó học hỏi trong những thời gian đầu và nên tự phát triển bản thân từ nghiệp vụ, từ kiến thức và từ phong cách để trở thành một nhân viên giỏi và trở thành một người tốt sau này. Vâng, vậy không biết cô Tú Anh thì như thế nào ạ? Thì cũng như cô Hạnh. Những cái ý mà cô Hạnh đưa ra thì cũng đồng quan điểm với Tú Anh. Tuy nhiên thì Tú Anh cũng có một gợi ý nhỏ từ phía các bạn sinh viên là nên tiếp cận trực tiếp với các giáo viên doanh nhân và tiếp cận với các doanh nhân để mà xin thực tập tại các công ty của các doanh nhân này trong quá trình mình đang còn học, để mà mình có thể cọ sát va chạm với cái thực tế. Thì đây là một trong những điểm cộng cho các bạn ngay khi các bạn tốt nghiệp xong, thì các bạn đã rất là giao tiếp với các anh chị ở trong công ty, rất là cảm thấy thoải mái, tự tin, là một phần làm cho các bạn sẽ học hỏi rất nhanh và có đã thực hành qua một số công việc rồi thì các bạn không có cảm thấy ngỡ ngàng. Thì mình nghĩ đây là một điểm cộng nếu mà khi các bạn xin việc sau khi tốt nghiệp thì doanh nghiệp người ta sẽ rất là vui. Vâng, xin cảm ơn cô Tú Anh, và xin mời lời khuyên của thầy Tài ạ. Tiếp lời của hai cô, Tài xin chia sẻ hai cái kỹ năng mà có thể giúp các bạn có thể trúng tuyển vào các công ty. Kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng đúng giờ. Khi các bạn đúng giờ thì các bạn, đó là cái sự tôn trọng của bạn dành cho chính bạn và chính cái người phỏng vấn bạn. Nếu các bạn có thể thì các bạn có thể đi sớm 15 phút, chúng ta có thể ngồi tĩnh tâm lại, chúng ta có thể suy ngẫm về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ chuẩn bị được phỏng vấn và chuẩn bị lại những cái kiến thức của chúng ta đã được học tại trường. Còn nếu mà chúng ta đi trễ thì đó là một sự đánh giá vô cùng thấp đối với người phỏng vấn, và chúng ta sẽ bị luống cuốn, là chúng ta sẽ không biết
phải làm như thế nào vì là chúng ta đi trễ. Cái kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng nhớ thông tin. Chúng ta cần phải biết là tên công ty là công ty gì, tên người phỏng vấn của chúng ta là tên gì và chức vụ gì. Nếu mà chúng ta cứ không nhớ mà chúng ta nhớ mang máng và chúng ta sẽ nói nhầm trong cái cuộc phỏng vấn thì chúng ta sẽ bị mất điểm ngay. Và tôi nghĩ là hai kỹ năng đó vô cùng quan trọng đối với một bạn đi ứng tuyển tại công ty, ngoài những cái sự trang bị về kiến thức cũng như là về cái chuyên môn mà hai cô vừa chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn thầy. Và cuối cùng thì xin mời lời khuyên của cô Nga. Các bạn thân mến, vừa rồi thì thầy và các cô đã chia sẻ với các bạn những lời khuyên rất tuyệt vời. Còn riêng đối với cô Nga Đoàn thì mình muốn chia sẻ với các bạn, nếu các bạn đang lưỡng lự chưa tìm kiếm được một trường đại học để mình đăng ký thì hãy đừng ngần ngại đăng ký ngay vào trường đại học Nguyễn Tất Thành. Bởi vì sao? Với đội ngũ giảng viên cơ hữu, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, đội ngũ giảng viên doanh nhân như hôm nay, các bạn đã gặp tất cả chúng tôi đang chờ đón các bạn để đem lại cho các bạn những nguồn năng lượng tuyệt vời nhất, tia hy vọng và cả một tương lai rộng mở đang chờ đón các bạn. Vậy đừng ngần ngại đăng ký và trở thành học viên của chúng tôi nhé. Vâng, xin được cảm ơn những lời khuyên sâu sắc chân thành đến từ quý thầy cô của chúng ta trong ngày hôm nay rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, với những bước đi đúng đắn của ban giám hiệu nhà trường thì chắc chắn trường đại học Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành một tòa nhà tri thức và mang đến những giá trị hạnh phúc cho người học, người thầy, nhà trường, doanh nghiệp và cả xã hội. Xây dựng một môi trường học tập sáng tạo, năng động và mang đến cho sinh viên một giá trị học tập tích cực và nâng cao giá trị của bản thân mình. Và thời lượng phát sóng của chương trình tòa đàm khi nhà tuyển dụng tham gia vào giảng dạy của trường đại học Nguyễn Tất Thành đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.